Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Zero MV, chuyên mua bán các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024 thì em lại tiếp tục lên sóng và review giới thiệu các sản phẩm của bên em cho các bác xem các bác nhá. Hôm nay thì cái lượng hàng nhà em nó cũng vãn kha khá rồi và em sẽ giới thiệu những chiếc nào của bên em đang có. Bác nào mà cảm thấy máy nào phù hợp thì các bác có thể đặt hàng bên em qua hai hình thức. Một, nếu ở Hà Nội thì cứ qua trực tiếp cửa hàng em theo địa chỉ là 111 Triều Khúc, Hà Nội để xem máy. Còn nếu bác nào ở xa không qua được thì cọc tiền, sau đó bên em ship hàng cho bác đến tận nơi. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhá. Cái lượng hàng hôm nay thì trong mấy ngày vừa qua thì gửi đi cho các bác rất là nhiều nên là cái lượng hàng cũng không còn nhiều nữa, nhưng em vẫn đảm bảo cái nguồn hàng còn rất dồi dào để phục vụ các bác nhé. Nên anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác bớt tầm 1 giây bấm vào cái chữ đăng ký kênh ở dưới video ấy, khi mà em lên clip có những chiếc nào còn hoặc chiếc nào bán đi rồi thì em sẽ cập nhật lên hàng ngày các bác xem video và các bác biết được là những cái chiếc nào bán đi rồi các bác nhá. Ok, và bây giờ thì em sẽ giới thiệu theo thứ tự lần lượt từ máy cao tiền, sau đó giảm dần xuống máy thấp tiền các bác nhé. Đầu tiên là một cái mã Samsung Galaxy S22 Ultra phiên bản 512GB. Giới thiệu đầu tiên cho các bác một cây màu đen huyền bí này. Đây là S22 Ultra 512GB, hàng đẹp nét, nền đẹp, không vết bụi đốt, như ngọc tờ rinh luôn. Còn này thì hàng gọi là nguyên siêu viền đi đông dưới bóng luôn các bác nhé. Đây, nguyên siêu viền này. S22 Ultra thì các bác cũng biết rồi, đây là một trong những cái cực phẩm của Samsung. Đấy, hiện tại thì S22 Ultra này là bản Mỹ, dung lượng của nó là RAM 12 và bộ trong 512GB, một cái lưu trữ thoải mái luôn. Hai SIM hai sóng hỗ trợ 5G, dung lượng pin của nó là 5000, RAM thì là 12 512GB, chip Qualcomm 8Gen 1 cực kỳ mạnh các bác nhá. Camera các kiểu ngon lành cảnh cào. Hiện tại thì tất cả mọi chức năng hoạt động ok, không một lỗi lầm gì. Thì đây chính là cái sản phẩm Galaxy S22 Ultra phiên bản Mỹ, hai SIM hai sóng 512GB, đang có mặt tại Zero MV, cũng là cái mã cao tiền nhất hiện nay mà bên em đang có. Đấy, thì cây này hiện tại giá đang là 14,2 triệu, tặng sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Ngoài ra thì em có một cây S22 Ultra 512GB, thì cây này thì hình thức của nó bị phẩy một vết. Đấy, bị phẩy một vết, nghĩa là xước một vết này. Các bác nhìn được cái đầu ngón tay của em có một cái xước một vết trắng trắng này. Còn lại thì đẹp keng nha các bác nhá. Còn lại thì đẹp lét luôn, nguyên siêu viền. Thì cây này giá là 13,2 triệu, rẻ hơn 1 triệu so với cây những cái cây kia. Cái này thì nó đẹp tầm 98%, mọi chức năng hoạt động ok, 13,2 triệu các bác nhá. Cây kia là 14,2 thì cây này là 13,2, cũng là phiên bản 512GB, mọi chức năng hoạt động ok hết, không có lỗi lầm gì. Đấy, ra 12/512GB. Cây này thì S22 Ultra 512GB 13,2 các bác nhá. Thì hiện nay thì S22 Ultra thì bản Mỹ em chỉ còn lại dung lượng là 512GB thôi. Còn ngoài ra thì em đang có còn hai chiếc phiên bản Hàn Quốc. Hôm trước thì có một vốc bản Hàn Quốc thì hôm nay đã bán hết rồi, còn đúng hai chiếc cuối cùng thôi. Phiên bản Hàn Quốc các bác nhá, hai cây hàng cũng là khá là zin đẹp, từ 98 đến 99%. Cây đầu tiên, một cây S22 bản Hàn Quốc này được khác cái bản Mỹ cái gì? Bản Hàn Quốc nó chỉ dùng được một SIM các bác nhá. Nhưng ngược lại thì cái bản Hàn Quốc này lại có cái bộ như trong là lại có cái giá nó rẻ hơn. Và cái thứ hai là cái nó lại hỗ trợ cái game cục ngoại. Đấy, nếu bác nào mà dùng một SIM, các bác có thể lựa chọn phiên bản Hàn Quốc này, S22 Ultra phiên bản Hàn, có mã là F908L, để mã L là mã Hàn các bác nhá. Còn mã U là mã Mỹ. Con này thì phiên bản Hàn thì cũng viên pin 5000, cũng RAM 12, bộ trong thì 256GB, mọi chức năng hoạt động ok, ngon lành cảnh quất, không một lỗi lầm gì hết các bác nhá. Một cây màu xanh. Cái này thì hình thức của nó là tầm 98%. Đấy, 98% cây màu xanh. Cây này là 12,8 triệu. Còn ngoài ra một cây màu đen gọi là không một vết xước thì cây này là 13,2 triệu các bác nhá. Đấy, anh em nào mà thích cây nào thì anh em vào chung kết luôn cây đấy. Hiện nay thì S22 Ultra thì em chỉ còn lại có vài cây như này thôi. Đấy, thì cũng bán vợi đi rồi. Thì thực sự là các bác cũng ủng hộ em rất là nhiều. Hôm trong Tết thì em bán có một cái lượng S22 nó nhiều vô số luôn. Nhưng hôm nay thì đấy, như các bác nhìn, chỉ còn có 2, 4, 5 cây nữa. Cả bản Hàn, bản Mỹ chỉ còn 5 chiếc nữa là hết hàng rồi các bác nhá. Và ngoài ra thì em có một cây mới về. Thì cây này là cây S22 Ultra phiên bản Samsung Việt Nam. Nếu bác nào mà không cần lưu trữ quá nhiều, các bác có thể lựa chọn bản Việt này. Bản Việt này thì nó dùng được là hai SIM vật lý và có hỗ trợ game cục ngoại các bác nhá. Cái này thì bản RAM 8/128GB, giá cũng rất là hợp lý luôn, 11,800,000 là các bác đã mua được rồi. Một cây S22 Ultra, một cái siêu phẩm họa nhà Samsung các bác nhá. Con này thì góc hơi cấn một tí, cây 11,8 triệu này thì góc nó hơi cấn một tí này. Đấy. Nói chung là cấn tí góc này thì chả ảnh hưởng một cái gì cả, mọi chức năng thì hoạt động bình thường. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình rồi. Con này là bản Việt thì các bác sẽ dùng được là hai SIM vật lý và hỗ trợ game cuộc gọi các bác nhá. Dung lượng pin thì vẫn 5000, các chức năng ok, con này cái nào không một lỗi lầm gì. S22 Ultra 128GB phiên bản Việt Nam, 11,800,000, đây cũng là cây máy rẻ nhất các bác nhá. Và một cái sản phẩm tiếp theo thì chính là sau S22 Ultra thì chỉ các bác biết rồi, thì chính là cái siêu phẩm S21 Ultra.
S2 Mút Ultra phải nói là cái tầm này nó đang vừa tiền hay sao nên các bác lấy rất là nhiều luôn các anh em. S2 Ultra có hàng phẩy, hàng đẹp. Hai cây hàng đẹp nét này nẹt này thì đang có giá là 9.500.000. Con này thì các bác cũng thuộc quá thuộc về cấu hình của nó rồi. Một cái cụm camera ngắm chị hàng xóm 100x. Phiên bản của Mỹ, hai sim, hai sóng hỗ trợ 5G, một cái màn hình AMOLED này. AMOLED con này màn hình của nó lên tới 6,8 inch. Màn hình 2K cộng và tần số quét 120Hz các bác nhá. Phiên bản của Mỹ thì các bác sẽ dùng được là hai sim, hai sóng này, RAM 12 và 128GB bộ nhớ, chip Qualcomm 888 rất mạnh luôn. Camera thì ngắm chị hàng xóm 100x. Đấy, hiện tại thì tất cả mọi chức năng hoạt động bình thường. Cây này thì hàng đẹp nay new rồi, 99%. Đang có mặt tại Zero MV. Đấy thì đang có giá là 9.500.000. Đây, rất nhiều bác thì ở khu vực gần loanh quanh Hà Nội, các cái tỉnh phía Bắc ấy. Các bác ví dụ Thanh Hóa, Nghệ An rồi Hà Linh Bình, Thái Bình, đại loại những cái tỉnh mà phía Bắc, các bác rất hay chuyển khoản full để bên em gửi nhà xe. Nếu các bác mà không muốn gọi là không muốn nhận muộn, còn nếu bác nào mà muốn nhận ngay thì các bác cứ chuyển khoản full, bên em sẽ gửi xe ô tô cho các bác nhé. Đấy thì đấy là cái cây S21 Ultra, hàng đẹp 99%, đang có giá là 9.500.000. Còn ngoài ra thì bên em đang có cả những cái con hàng 8.3 và 8.5 này. Đấy, 8.3, 8.5 rồi 8.7 có, tí nữa có con bản Việt Nam 8.7, hai sim vật lý hỗ trợ game của gọi các bác nhá. Con này là S21 Ultra, đây hàng 8.3, 8.5. Thì những cái con 8.3 này, 8.5 này nó là hàng gọi là zin phẩy các bác nhá, gọi là phẩy đẹp, sức đẹp ấy. Nghĩa là hàng nó có những cái vết hằn siêu nhẹ không đáng kể. Đây các bác nhìn này, đấy, camera thì ngu 100x luôn. Hình thức thì con này tầm 97%. 8.500.000 là các bác đã mua rồi, một con Galaxy S21 Ultra 5G. Phiên bản của Mỹ, màn hình sáng đẹp trong veo, không ám ố gì các nhá. Tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Đấy 8.5 này. Rồi có những con 8.3, con 8.3 này thì nó hơi xước viền một tí các bác nhìn chưa? Đấy, viền của nó hơi xước một chút như này. Cái này thì không thể tránh khỏi được. Đấy thì giá tiền nó đã rẻ. Nó có 8.300.000 thôi. Tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Ngoài ra thì có cả màu đa sắc này, 8.500. Cây này thì hình thức rất mới luôn. Hình thức lưng đẹp này nhưng mà nó bị xước hai vết ở trên cái xương đấy, xước hai vết này, một vết này, hai vết này, còn lại thì viền em thấy là khá là đẹp này, khá mới này. Đấy thì cây này em đang bán cho các bác là 8.500.000, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình. Màn hình thì em nhìn là sáng đẹp, không có ám ố lưu ảnh gì các bác nhá, mọi chức năng là hoạt động bình thường. S21 Ultra 5G phiên bản của Mỹ, 8.500.000, 8.3 thì là các bác đã mua rồi. Ngoài ra thì em có một cây phiên bản Việt Nam, nếu bác nào mà cần hai sim vật lý và cần game cuộc gọi thì các bác quất ngay con bản Việt Nam này, S21 Ultra phiên bản Samsung Việt Nam. Con này thì ưu điểm của nó là dùng được là hai sim vật lý và hỗ trợ game cuộc gọi. Nhược điểm là con này chỉ chạy qua chip Exynos 2100 thì nó sẽ yếu hơn con bản Mỹ một chút. Đấy các bác nhá. Bác nào mà gọi là mỗi một người có nhu cầu khác nhau. Bác nào mà dùng gọi là hai sim vật lý cần game cuộc gọi thì các bác quất con bản Việt này. Chip 2100 thực tế thì nó rất là mát và nhưng nó yếu hơn cái con bản Mỹ một chút. Đấy, pin của nó vẫn là pin 5000, RAM thì là cũng là RAM 12GB và bộ trong là 128GB, tất cả các chức năng là hoạt động bình thường. Camera nét này nẹt các bác nhá. Đấy, camera nét nẹt, mọi chức năng ok, cập nhật lên Android 14 thoải mái luôn. Con này không biết đã lên Android đấy. Con này đang còn phiên bản Android 12 này. Đấy, về bác nào anh em nào thích thì có thể lên 14, thực tế thì em thấy là nó 12, 13, 14 thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng không khác gì các bác nhá. Thì con này là chỉ chính là con S21 Ultra bản Samsung Việt Nam, giá là 8.700.000. Và một cái sản phẩm tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho các bác thì chính là cái siêu phẩm Lốt 20 Ultra. Các bác nhìn này, Lốt 20 Ultra là một trong những cái chiếc máy rất đẹp luôn các bác nhá. Phía này thì Lốt 20 Ultra em đang có một cái lô hàng phiên bản Mỹ, hàng đẹp LED lèn lẹt 99,69%, đẹp như ngọc touring luôn. Mới về được một cái lô nguyên siêu viền inox dây bóng các bác nhá. Đấy, về được cái lô rất đẹp màu đen huyền bí này. Đấy, đây chính là cái Galaxy Lốt 20 Ultra. Đấy, ba cây nguyên siêu viền luôn. Các bác nhìn nhiều đẹp keng luôn, nguyên siêu viền, nét nẹt nha các bác nhá. Con này thì cái hàng gọi là không khác này một chiếc máy mới luôn, hàng này lưu 99%. Tất cả các chức năng hoạt động ok, các bác sẽ được sở hữu một cái màn hình là màn hình AMOLED 6,9 inch, 2K cộng và 120Hz. Đấy là cái tần số quét của màn hình các bác nhá. Phiên bản này thì các bác sẽ dùng được là hai sim, RAM 12 và bộ trong là 128GB. Nhưng mà cái hay của con Lốt 20 Ultra này chính là các bác có thể cắm thêm được thẻ nhớ nữa. Nghĩa là các bác nào mà thấy bộ trong 128GB thấp ấy, anh em có thể cắm thêm cái thẻ 128GB, 256GB hoặc hơn nữa vào thoải mái luôn các bác nhá. Thì các bác qua lưu cả thế giới luôn mà vẫn dùng được là hai sim này, có hỗ trợ 5G này, chip Qualcomm 865 cộng này, pin 4500 này, màn hình 2K cộng 120Hz. Nói chung tất cả các cái gọi là cấu hình của nó thì đảm bảo các bác không bao giờ lỗi thời luôn các bác nhá. Con này thì hiện tại đối với cái hàng đẹp keng nét này nẹt này đang có giá là 8.900.000.
Trong cái giá đã bao gồm đầy đủ sạc cáp này, ốp lưng này, dán màn hình cho các bác rồi. Nên bác nào mà yêu thích thì các bác cứ nhắn tin qua Zalo cho bên em để vào chung kết các bác nhá. Đấy, nhắn tin qua Zalo cho bên em. Ok, và một con lốt 2 Mucha, con này bản Samsung Việt Nam. Con này hình thức của máy thì lưng đẹp nha. Lưng đẹp này. Samsung Việt Nam thì ưu điểm của nó là cái gì? Ưu điểm của nó đầu tiên là em phải giới thiệu về cấu hình trước, sau đó tí nữa giới thiệu cấu hình giá tiền sau này. Ưu điểm của nó là cái xe bác sẽ dùng được hai sim vật lý và có hỗ trợ ghiêm cuộc gọi, màn hình to, thiết kế thì dòng lốt này quá đẹp rồi. Con này có bullet pen này, loa kép để sạc nhanh các kiểu đầy đủ các bác nhá. Đấy, phiên bản Việt Nam này thì bộ trong của nó lên tới 256GB, RAM thì RAM 8, chip Qualcomm 865+. Tất cả các chức năng vẫn hoạt động bình thường như bản Mỹ. Nó chỉ khác mỗi cái là RAM bản Mỹ thì 12, còn RAM bản này thì nó là RAM 8. Nhưng ngược lại cái bộ trong của nó sẽ là 256GB. Và ngược lại thì nó lại có hỗ trợ hai sim và ghi âm cuộc gọi, hai sim vật lý luôn. Thì một cây màu màu đen này thì cây này có giá là 8,3 triệu, phiên bản 256GB. Hình thức thì viền hơi xước một chút các bạn nhá. Đấy, viền hơi xước một chút này. Đấy, đại loại là hơi xước viền một chút, còn lại thì không có lỗi lầm gì. Tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Cây này thì giá là 8,3 triệu, phiên bản Samsung Việt Nam. Còn ngoài ra thì bác nào mà thích, bác nào mà thích bản Hàn đây thì quất ngay bản Hàn cho em nhé. Bác nào mà thích gọi là một sim ghi âm cuộc gọi thì các bác có thể lựa chọn bản Hàn này, thì giá thứ nhất là nó rẻ, 7,800,000 là các bác đã mua được con lốt 2 Mucha phiên bản Hàn Quốc rồi. Con này thì hình thức của nó được là tầm 97%, góc hơi cấn nhẹ một tí các bác nhá. Ở trên video thì em quay cũng khá kỹ rồi, nên bác nào mà chốt con nào thì cứ nhắn tin cho em tình trạng như nào là thường em sẽ báo rõ cho các bác luôn. Các bác nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng tình trạng, đúng như mô tả trên video thì các bác thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng giúp em. Thì con này là phiên bản Hàn Quốc thì các bác biết rồi. Đấy, hội tụ tất cả mọi thứ, RAM 12 trên 256GB, chip 865+, phiên bản Hàn nó chỉ dùng được một sim, có hỗ trợ 5G. Cây này thì giá đang là 7,8 triệu. Còn ngoài ra có một cây màu trắng cũng là phiên bản Hàn Quốc này. Cây này thì khá là đẹp, cây này tầm 97%. Cây này thì 7,800,000 các bác nhá. Đấy, lốt 20 Ultra phiên bản Hàn Quốc 7,8 triệu này là các bác đã mua rồi. Ok, và bây giờ thì em giới thiệu cho bác dòng máy thấp tiền hơn, rẻ tiền hơn các bác nhá. Đấy, rẻ đang giới thiệu lần lượt theo rẻ tiền hơn. Một con Samsung S20 Ultra bản Samsung Việt Nam, con này mới về. Qua thì có cây cũng 5,8 triệu như bản Mỹ thì em đã bán rồi. Con này thì bản Samsung Việt Nam. Con này tình trạng của nó là giá gọi là giá thanh lý các bác nhá. 5,800,000 một con S20 Ultra bản Samsung Việt Nam. Các bác sẽ dùng được là hai sim vật lý này. Đấy, có ghi âm cuộc gọi. Các bác sẽ được sở hữu cho em RAM 12 trên 128GB. Phiên bản này là bản Samsung Việt Nam này, các bác sẽ dùng được là hai sim vật lý các bác nhá. Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi này, pin 5000 này. Đấy, RAM 12GB. Tại vì sao mà giá nó chỉ có 5,800,000 thì em cũng nói luôn. Con này là tình trạng của nó là bị lưu ảnh gọi là siêu siêu nhẹ, cực kỳ mờ các bác nhá, gần như không thấy các bạn. Đấy, gần như là không thấy. Nói là lưu ảnh cho nó gọi là nó có thôi, nhưng mà thực tế thì gần như không thấy. Đấy, một con Galaxy S20 Ultra, các bác nhìn này, S20 Ultra gần như gọi là lưu ảnh nhưng mà như không lưu các bác nhá. Cực kỳ mờ. Con này thì giá em thanh lý cho các bác là 5,800,000, gọi là giá rất êm luôn các bác nhá. Còn ngoài ra thì có con 4,7 triệu này. Con này thì bị ám màn. Đây, con này mới là con gọi là nhìn rõ này, chứ còn con lúc nãy thì gọi là quá mờ. Đây các bác nhìn này. Đấy, các bác để về lên đen này thì ok, ngoan lành cành đào không sao hết. Đây, khi mà để về lên trắng các bác nhìn nó màn nó hơi hồng hồng. Có cái con này, cái con mà 5,8 triệu này các bác nhìn này. Đấy, màn nó vẫn trắng phau các bác nhá. Trắng phau luôn. Còn cái con này thì màn nó hơi hồng một tí. Đấy, cái con này thì nó trắng phau này, nó chả làm sao cả, nó chỉ bị lưu ảnh siêu siêu nhẹ thôi. Gọi là không đáng kể, nếu mà đơn vị nào người ta bán người ta không nói thì các bác cũng chẳng biết được. Thì con này là 4,7 triệu, nhưng hôm nay em sẽ cắt lỗ các bác nhá. Cây này thì gọi là bán cắt lỗ luôn, giảm luôn 200,000, còn 4,5 triệu. Đấy, cây S20 Ultra, cây 47 ám này thì em sẽ giảm thẳng luôn, còn 4,500,000 các bác nhá. 4,5 triệu. Đấy, 4,5 triệu luôn, cắt lỗ luôn cây này. Đấy, cho anh em nào gọi là trải nghiệm. Cây này thì ám màn nhưng mà các bác về chơi game, nghe nhạc, xem phim còn thiên thu nó không mà hỏng đâu các bác nhá. Còn thiên thu nó cũng chẳng hỏng luôn. Đấy, cây này là bản phiên bản Hàn Quốc 256GB, tất cả các chức năng vẫn hoạt động bình thường. Đấy, thì em bán gọi giá thanh lý bỏ màn thôi. Cây này thì giá là 4,500,000. Đấy, một cây S20 Ultra. Một cái dòng tiếp theo đấy chính là dòng S21 Plus phiên bản Hàn Quốc. Hôm qua có cây S21 Plus bản Việt thì em đã bán rồi. Hôm nay thì còn hai cây S21 Plus phiên bản Hàn Quốc thì em lại giới thiệu luôn cho các bác nhá. Bản Hàn này thì các bác sẽ được sở hữu cho em một cái cấu hình như sau. Qua hai con này thì màu đen huyền bí này. Đấy, hai cây máy màu đen huyền bí. Hai cây này thì hình thức của máy nó được tầm 97% cho đến 98%.
tất cả mọi chức năng là hoạt động bình thường. Qua này thì các bác sẽ được sở hữu cho em gồm 3 camera sau nha các bác nhá. 3 camera sau này, đấy, một đèn flash này. Đấy, loa kép sạc nhanh. Màn hình thì màn 6,7 inch, màn hình phẳng và màn của nó tần số quét lên tới 120 Hz. Nói chung là cái camera của con này thì khá là LED. Camera của S21 Plus thì chất lượng camera màu sắc các kiểu cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Con này thì bản hàn thì các bác biết rồi, RAM 8, bộ trong là 256GB. Tất cả mọi chức năng hoạt động bình thường. Con này dung lượng pin của nó lên tới 4800. Đấy, pin 4800, RAM 8, 256, các chức năng ok. Cái này thì hiện tại em đang bán là 6 triệu 3 và 6 triệu 500 nghìn. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Ngoài ra thì có một cây S21 Plus cũng là hàng thanh lý này. Cây này thì giá chỉ có 5 triệu thôi. Cây này gọi là còn một cây cuối cùng thanh lý nốt này. Đấy, giá 5 triệu. Hiện tại thì tình trạng cây này là như thế nào? Mọi chức năng hoạt động bình thường, không có lỗi lầm gì hết. Chỉ có mỗi cái là cái màn hình nó bị lưu ảnh siêu nhẹ. Cái đấy thì các bác cũng biết rồi, nó cực kỳ lạnh luôn. Đấy, nó bị lưu ảnh này, đấy, nó bị lưu chữ rất là mờ phía dưới này, Galaxy S21 5G này, các bác nhìn chưa? Nó bị lưu một tí như vậy thôi. Còn lại thì không có lỗi lầm gì hết các bác nhá. Và lưng của nó chỗ này thì em thấy nó hơi chóc thủy một tí, cái lưng này thì hơi chóc một tí không ảnh hưởng gì. Đấy, hơi chóc một tí lưng này. Còn lại thì ok. Như cái này thì em nhìn viền đẹp này. Cái này thì hiện tại em đang bán cho các bác 5 triệu các bác nhá. Đấy, 5 triệu rẻ hơn bình thường được khoảng 1 triệu rưỡi. Mà các bác vẫn dùng hoàn toàn bình thường, không có lỗi lầm gì hết, vẫn dùng tất cả mọi chức năng bình thường. Đấy, Galaxy S21 Plus 5G. Con này giá 5 triệu, còn anh em trải nghiệm về chiến game rồi về dùng quá ok luôn. Giá thì rẻ các bác nhá. Và một cái sản phẩm tiếp theo em giới thiệu các bác thì chính là cái dòng lốt 20 5G. Lốt 20 5G thì em đang có hàng, cả hàng phẩy hôm nay cũng về rất là nhiều hàng phẩy đẹp. Đây, giới thiệu cho bác lốt 20 5G, 3 chiếc màu xanh lục. Ba cái này là bản Mỹ, hình thức tầm 98%. Tất cả các chức năng là hoạt động bình thường. Con này lốt này thì các bác biết rồi, đặc trưng của nó là gồm 3 cam sau, một đèn flash các bác nhá. Con này thì có cổng sạc nhanh tai xi, loa kép các kiểu đầy đủ luôn. Các bác nhìn thiết kế của nó này, rất đẹp luôn. Cái mic thoại bên trên, rồi khay sim bên trên. Con này thì máy màn hình phẳng các bác nhá, màn hình phẳng rộng 6,7 inch, màn đẹp trong veo luôn, chả có ám ố lưu ảnh gì, tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Hai sim hai sóng hỗ trợ 5G, dung lượng pin của nó 4300, RAM thì 8/128GB. Nói chung là đáp ứng tất cả các nhu cầu hàng ngày của các bác nhá. Chip Qualcomm Snapdragon là 865+. Con này thì có bút S Pen, có sạc nhanh tai xi, có loa kép đầy đủ luôn. Ba cam sau, đèn flash, vân tay trên màn hình, bảo mật vân tay khuôn mặt đầy đủ nha các bác nhá. Camera thì chụp ảnh cũng khá là nét này. Cái này thì hiện tại em đang bán cho các bác với cái giá là 5 triệu 600 nghìn. Một cây lốt 20 5G phiên bản Mỹ, 5 triệu 600k. Tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Ngoài ra thì em có một cây màu đồng. Đấy, ngoài màu xanh nha thì có một cây Mỹ màu đồng các bác nhá. Cái này thì 5 triệu 6 đây. Đấy, màu đồng này thì gọi là không phải màu hồng đâu. Màu hồng nó khác. Đây, màu hồng như này mới gọi là màu hồng này. Đấy, như này người ta mới gọi là màu hồng. Còn cái này là màu đồng các bác nhá. Màu đồng này thì trai gái đều dùng ok. Đấy, nó khác hẳn màu hồng luôn. Nhiều bác cứ bảo màu đồng này là nó nữ tính, nhưng thực tế nó là màu đồng chứ không phải là màu hồng. Màu hồng đây như này mới gọi là màu hồng này. Đấy, như cây S20B này mới gọi là màu hồng. Còn cái cây này gọi là màu đồng, 5 triệu 600 nghìn, bản Mỹ, 2 sim, 2 sóng. Và hôm nay em về được một cái lô lốt 20 5G khá là nhiều, 5 triệu 3, rồi 5 triệu, đại loại 5 triệu đến 5 triệu 3 là các bác đã mua được một chiếc lốt 20 5G hàng zin phẩy. Đấy, phiên bản bản Mỹ. Đây, lại hình thức của lô này thì em đánh giá nó tầm 95 cho đến 96%, mọi chức năng hoạt động ok và máy nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Chỉ có mỗi cái là hình trên hình thức để ví dụ như cây nào nó xước nhiều như này. Đấy, thì cây này 5 triệu này. Đấy, 5 triệu, cây nào đẹp hơn, viền nó sáng đẹp hơn thì cây đấy là 5 triệu 5 triệu 2, 5 triệu 3. Có cây nguyên cả siêu viền luôn này, cây xanh này. Đấy, cây xanh nguyên cả siêu viền này, rồi cây cây đồng này nguyên cả siêu viền luôn. Thì hai cây này còn nguyên siêu viền. Đấy, cây đồng 5 triệu 3 này, cây xanh này thì chắc cũng 5 triệu 3 rồi. Đấy, 5 triệu 3 này, hình thức của nó đẹp hơn các bác nhá. Đấy, thì đây chính là con lốt 20 5G. Đấy, giá cũng rất là êm luôn. Các bác có thể trải nghiệm đời cao giá hạt rẻ. Đấy, cái vạch này là vạch sóng các bác nhá. Nhiều bác cứ hỏi cái vạch này vạch gì thì đây là vạch sóng. Vạch anten sóng ấy. Phải có cái vạch này thì nó mới có sóng điện thoại. Thì đây cũng thế, đấy, nó có vạch bên cạnh này. Đấy, thì đây là vạch anten sóng. Con này thì lô hàng này mới về 5 triệu 3, 5 triệu này, 5 triệu 2 này. Đấy, cái 5 triệu này thì hình thức đương nhiên là viền nó xước như này các bác nhá. Đấy, thì bác nào mà không quá quan trọng hình thức, thực tế thì cái này về thì mình cũng dùng ốp lưng thôi, cũng gắn vào thì nó cũng vậy thôi. Mà vài tháng nữa thì đẹp hay xấu hay là như nào thì nó cũng vậy các bác nhá. Thì các bác có thể lựa chọn những con này về các bác dùng cắm vào dùng ốp lưng. Đấy, thì các bác có thể lựa chọn những cái con
lốt 20 5G này, có màu đồng, màu đen, màu xanh, đầy đủ 3 màu. Giá thì 5 triệu đến 5 triệu 3 là các bác đã mua được một chiếc rồi. Đấy thì cái lô hàng lốt 20 5G này về, bác nào mà quan tâm thì có cứ nhắn tin Zalo bên em để đặt hàng các bác nhá. Bên em thì gọi là bán gọi là ship toàn quốc luôn. Nên là nhiều bác hỏi là có bác không biết là xem số điện thoại của em ở đâu mà cứ gọi điện hỏi là Samsung bao nhiêu tiền. Samsung thì nó rất là nhiều mã, vì các bác nhìn này, một đống những cái mã này nó giá từ khoảng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu rồi rồi lại tận đến mười mấy triệu cũng có, hoặc là cùng một cái mã ví dụ lốt 20 thôi nó đã chênh nhau đến vài trăm một triệu là chuyện bình thường rồi. Thế nên câu hỏi chung chung là Samsung bao tiền, rồi cái con đang quảng cáo bao nhiêu tiền thì quảng cáo một ngày em quay rất là nhiều máy nên em phải xem là máy gì và giá cả thì em đã báo chi tiết trong clip rồi các bác nhá. Ok, và sản phẩm tiếp tục thì em giới thiệu bác, nếu bác nào mà cần một con máy nhỏ gọn nhá, nhỏ gọn cấu hình cao thì các bác đừng quên tên được cái dòng chính là dòng S21 5G, hai cây màu tím mộng mơ phiên bản Hàn Quốc, hai cây phiên bản Hàn, hai cây này thì hình thức của nó đẹp tầm 98%, tất cả mọi chức năng là hoạt động ok. Hai cây S21 5G màu tím mộng mơ viền vàng, hai cây này thì nó là bản Hàn Quốc, bản Hàn Quốc này nó dùng được là một sim, nhưng ngược lại thì cái bộ trong của nó sẽ lên tới là 8256GB các nhá, 8/256GB. Chip thì Exynos 2100, có game cuộc gọi, camera chụp ảnh cực kỳ đẹp thôi. Các bác biết rồi, cái camera của S21 nhỏ này thì khỏi phải bàn luôn rồi các bác nhá. Con này hiện tại đang có giá là 5.500.000, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng gắn màn hình, phiên bản Hàn Quốc một sim có game cuộc gọi. Còn nếu bác nào mà dùng hai sim thì em mới về một cái lô, chính là lô hàng phiên bản Mỹ 5.3, 5.5 này, rồi 5.3 này, có màu đen, màu tím rồi màu hồng, đấy ba màu các bác nhá. Thì bác nào mà yêu thích cái sản phẩm này thì các bác có thể đặt hàng. Con này thì đang có mức giá từ 5.3, 5.5 này, đấy 5.3 là các bác đã mua được một chiếc rồi. Đấy thì cấu hình của con này như thế nào, em sẽ giới thiệu ngay cho đây cho các bác. 5.5 này. Con này thì bản Mỹ thì các bác sẽ dùng được là hai sim, tất cả các chức năng thì bên em đã test hết rồi. Mọi chức năng hoạt động ok, đấy cắm sim, cắm chiếc vào dùng bình thường, test hết rồi các bác nhá. Bước test sim là bước cuối cùng của bên em, sau khi gọi là kiểm tra, kiểm định chất lượng máy đấy. Camera chụp ảnh cực kỳ nét luôn, cam trước cam sau đều ok. Đấy, các bác nhìn chưa, camera này đấy, zoom lên zoom xuống các kiểu ok hết các bác nhá. Con này thì bản Mỹ thì anh em dùng là hai sim, có hỗ trợ 5G và RAM của nó RAM 8GB, bộ trong là 128GB. Giá thì loanh quanh hơn 5 triệu là các bác đã mua rồi. Hình thức của máy thì nó loanh quanh tầm 97%, đấy, trên 97% các bác nhá. Hình thức lô này thì cứ tương đối là được. Ví dụ cây nào mà 5.5 thì đương nhiên nó tầm 98%, còn cây nào mà 5.3 thì tầm 97%. Đại loại là nó có hình thức là zin, gọi là phẩy nhẹ, gọi là sức nhẹ các bác nhá. Đấy, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng gắn màn hình. Đây các bác nhìn này, hình thức như này. Đấy, nó cũng có những cái vết xước trên viền một chút, nhưng cái này thì không thể tránh được, nhưng mà giá thì cũng rất rẻ thôi, loanh quanh hơn 5 triệu là các bác đã mua được con S21 5G rồi. Đấy các bác nhá. Samsung S21 5G phiên bản của Mỹ. Đấy là hơn 5 triệu là các bác đã mua được một chiếc. Ok, và một cái sản phẩm tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác thì chính là S20 FE, phiên bản Mỹ và phiên bản Hàn Quốc. Bên em đang có sẵn hàng luôn S20 FE. Đây, bản Hàn này, bản Mỹ này. Về cơ bản nó giống hệt nhau nên bên em không phân biệt Hàn hay Mỹ các bác nhá. Không phân biệt bản Hàn, bản Mỹ mà bán bằng giá nhau. Con này là một trong những cái con lồi đồng cuối đá, cực kỳ lồi đồng cuối đá luôn. Vì bởi vì sao? Các bác được sở hữu một cái màn hình 6.5 inch, tần số quét màn hình đến tới 120Hz là cái thứ nhất, kết hợp với con chip Qualcomm 865 là cái thứ hai. Hai cái đấy kết hợp với nhau, con máy này cực kỳ mượt luôn các bác nhá. Anh em nào mà dùng con S20 FE này rồi chiến game thì cực kỳ sướng luôn. Có hỗ trợ 5G, có hỗ trợ game của gọi, viên pin 4500, RAM thì là RAM 6/128GB. Nhưng mà hai cái hay của nó chính là cái 120Hz kết hợp với chip 865. Cái bộ trong 128GB này em nói thật với các bác lưu thoải mái luôn. Đấy các bác nhá, lưu thoải mái luôn. Mà cái RAM 6 của Samsung này ngon hơn cái RAM 12 của Oppo, Vivo rất là nhiều. Đấy thì đây, hiện tại hai cây này em đang bán cho các bác là 4.300.000. Hai cây phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ S20 FE. FE nghĩa là Fan Edition ấy, dành riêng cho fan của Samsung. 4.300.000 là các bác đã mua được rồi. Có màu đen, màu trắng này. Màu trắng thì em cũng về rất là nhiều, màu đen, màu trắng, rồi màu xanh than, rồi màu hồng nam tính. Đây thì giá loanh quanh cái màu hồng này thì 4 triệu, còn hai cây màu trắng này thì 43. Đấy, 43, đại loại là 4.300.000 là các bác đã mua được một chiếc S20 FE phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ rồi các bác nhá. Trong mấy ngày vừa qua thì các bác cũng lấy rất là nhiều, nhưng hàng như em thì nó về nhiều vô số luôn. Đấy, bản Mỹ, bản Hàn này các bác nhá, còn một vốc luôn. Bác nào mà quan tâm thì anh em đặt hàng qua số Zalo cho bên em. Đấy, Zalo thì em để góc màn hình này.
để cho các bác tiện theo dõi. Loanh quanh hơn 4 triệu trong cái tầm tiền này thì cái dòng Galaxy S20 FE nó là số 1 luôn các bác nhá. Ok, và sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho bác. Hôm nay thì hôm qua thì có rất nhiều Samsung Galaxy Note 10 5G. Hôm qua thì các bác đã nhìn thấy em lên sóng tất cả là 3 cây, đều có chung giá là 4,3 triệu và 4,5 triệu. Nhưng 3 cây đấy lên sóng thì đã bán hết rồi các bác nhá. Các bác biết là một ngày em bán nhiều như nào đấy. Hôm qua cái mã S20 Plus lên sóng vài cây cũng bán hết luôn rồi. Đấy, 3 cây bán hết cả 3 rồi. Đó, các bác biết nguyên hai mã đấy rồi em đã bán 6 chiếc rồi các bác nhá. Còn chưa tính những cái mã khác nữa. Là các bác biết một ngày em có thể bán đến vài chục cây máy là chuyện bình thường. Con này là con Galaxy Note 10 5G, một cây cuối cùng trong cái lô hàng này. Con này thì thực tế thì nó không phải của cái lô hàng này, mà cái con này em đã bán cho bác đấy, thì dùng được tầm 2-3 tháng rồi. Nhưng mà đầu năm bác ấy chưa có việc làm nên bác ấy cần tiền bác ấy bán lại thôi. Thì con này là một con Note 10, thứ nhất là cái màn hình của nó là sáng đẹp, trong veo, như em nhìn là không ám ố, không lưu ảnh gì, mọi chức năng ok, 6,3 inch. Đấy, con này thì phiên bản Hàn Quốc các bác nhá. Hàn Quốc này thì đâu? Con này thì bản RAM của bản Mỹ. Đấy, bản Mỹ thì chip của nó là chip Qualcomm. Đấy, nếu bác nào mà thích Note 10 bản Mỹ thì các bác quất ngay con này cho em. Đã áp dụng quốc tế U1 rồi. Đấy, máy thì bản Mỹ một SIM, RAM 8GB, bộ trong 256GB, chip Qualcomm, nói chung dùng tất cả các ứng dụng hàng ngày thì thoải mái luôn các bác nhá. Con này thì hình thức của nó thì em nhìn viền nó hơi xước một chút. Đây các bác nhìn này. Đấy, viền nó hơi xước một chút. Cái này thì về gắn có ốp 30.000 vào đây thì đẹp như ngọc tờ ring ngay. Đấy, mà giá thì rẻ 3.900.000. So với những cái con hôm qua em bán thì nó rẻ hơn từ 400 cho đến 600. Đấy, hôm qua em bán là 4,3 triệu và 4,5 triệu. Nhưng con này em chỉ bán 3,9 triệu thôi. 3,9 triệu thôi các bác nhá. Anh em nào kết mà chốt thì vào việc luôn. 3,900.000 một con Galaxy Note 10 5G phiên bản Mỹ. Sorry các bác, ghi chữ Hàn này là sai các bác nhá. Đây, con này có con bản Mỹ. Đấy, con này là bản Mỹ này. Thì cây này giá là 3,9 triệu, hình thức viền xước, còn lại màn hình đẹp. Đấy, nguyên cái màn hình nó đã gần bằng 3,9 triệu rồi. Thì cây này là giá 3,9 triệu một cây Galaxy Note 10 5G, màn 6,3 inch, một SIM. Và một cái sản phẩm tiếp theo hơn 3 triệu các bác có thể lựa chọn con này, cũng ngon này. Con này là con Quantum 2. Đấy, chính là con A82 này các bác nhá, hàng B cộng, hình thức tổng quát thì máy con này được tầm 95%. Màn hình thì em đánh giá nó hơi gọi là phân tầng siêu nhẹ. Đây, hơi phân tầng màn hình siêu nhẹ các bác nhá. Nhưng cái này thì dùng cực kỳ nành và bền luôn, không ảnh hưởng một tí gì. Và cái thứ hai là cái giá cả nó rất hợp lý. Con này thì em bán rẻ hơn bình thường so với em bán là khoảng tầm 600. Đấy, bình thường trước em bán là 4,3 triệu. Con này em bán chỉ có 3,7 triệu thôi các bác nhá. 3 cam sau, một đèn flash, loa kép sạc nhanh, màn hình 2K 120Hz, 6,7 inch. Các bác nghe thấy cái quả cấu hình đấy mà giá tiền chỉ có 3,7 triệu là các bác đã biết là quá hời rồi các bác nhá. Phiên bản của Hàn Quốc này có hỗ trợ 5G, một SIM, có cái game cuộc gọi, pin 4500, chip Qualcomm 855 cộng. Con này thì bảo mật lượng tử đấy, đại loại là các bác gõ lên Google Quantum 2 A82 đấy là nó gõ rất là nhiều những cái bảo mật hay ho. Con này thì giá là 3,7 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp đây và dán màn hình với nhá. Cây này thì em không có ốp lưng, ốp lưng thì anh em gõ lên Shopee là ốp lưng A82 ra một đống luôn, không có sức mà mua. Đấy, thì cây này là 3,7 triệu. Và một cái sản phẩm tiếp theo hôm nay em về được một con S9 Plus. Con này thì S9 Plus các bác biết rồi, màu đỏ mận này cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Con này màu đỏ mận, đỏ tím đấy. Vân tay đằng dưới này, camera đẹp này. Đấy, lưng nước đẹp. Hình thức thì mới tầm 98%. Giờ mà kiếm được những con S9 như này mà nói rất khó. Màn hình thì còn sáng đẹp trong veo luôn này các bác này. Con này thì đã được nâng cấp 2 SIM rồi, phiên bản Hàn Quốc, nhưng mà được nâng cấp 2 SIM 26 này. Đấy, 2 SIM vật lý luôn. S9 này RAM 6GB, bộ trong là 64GB, nói chung là nhu cầu sử dụng hàng ngày bình thường thì vẫn còn ngon chán luôn các bác nhá. Đấy, cam trước cam sau đều ok, không có lỗi lầm gì hết. Cái này thì em sẽ bán cho các bác giá là 3,3 triệu, tặng sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình. Đấy, có cái gì thì em sẽ nói hết trên video các bác nhá. 3,3 triệu một con S9 Plus. Đấy, phiên bản 2 SIM 2 sóng, các bác có thể lựa chọn những con này. Rất nhiều bác vẫn còn thích những cái con S9 Plus này, hoặc Note 8, Note 9. Đấy, như rất nhiều bác thích những con như vậy thì đây là con S9 Plus giá 3,3 triệu. Và một con Samsung Galaxy Note 8 này. Đấy, Note 8 màu vàng gold, con này RAM 6/64GB. Giá cũng là 3 triệu luôn. Camera các bác nhìn nó đẹp chưa? Đấy, camera. Nói chung là lâu lâu nhìn lại những cái dòng này phải nói là thiết kế của nó phải nói là đi vào lịch sử luôn. Một cái thiết kế này đẳng cấp của dòng Note này, bút S Pen này. Đấy, có jack 3.5, có sạc nhanh. Màn hình thì con này hình như là 6,4 inch. Phía 2 SIM vật lý các bác nhá. RAM thì là 6/64GB, Samsung Galaxy Note 8 3 triệu. Và một con sản phẩm tiếp theo thì đây chính là con Samsung Galaxy A23. Con này thì RAM 4/128GB, màn hình to,
pin trâu các bác nhá. Thiết kế thì gọi là thiết kế đời mới, phong cách đời mới này, gồm một cái cụm camera đằng sau nhìn rất là thời trang. Máy thì vân tay bên cạnh, màn hình to, màn LCD anh em nhé, đã chạy lên Android 13 rồi, đầy đủ mọi chức năng. Phiên bản Hàn này nó có hỗ trợ game cuộc gọi nhưng mà nó chỉ dùng được một sim thôi. Dung lượng pin của nó cực kỳ ấn tượng luôn, 5.000 bây giờ cho bác nào thích pin trâu. Đấy, lồi đồng cối đá luôn, camera này, cam trước này, cam sau. Nói chung con này thì các bác trong cái tầm tiền hơn 2 triệu khá ngon, 2.800.000 các bác nhá. Galaxy A23. A23 rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác là A32. Đấy, A32 này thì nó khác cái gì? Nó khác cái là cái màn hình của nó nhá. Màn hình của nó là màn AMOLED, còn A23 là màn LCD. Con này thì RAM của nó RAM 4, bộ trong là 64GB. Đấy. A32 4/64GB màn AMOLED. Cái con này thì ưu điểm của nó là cái pin, pin rất trâu luôn. Nếu bác nào mà dùng dung dài bình thường thì các bác có thể lựa chọn con này để gọi là dùng sơ cua. A32 phiên bản Hàn Quốc này, pin 5.000, màn hình AMOLED màu sắc đẹp các bác nhá. Giá hiện tại thì cũng bằng con A23, 2.800.000, có màu trắng, màu tím rồi màu đen, ba màu. Đấy, hàng đẹp tầm 98%. Thế nên bác nào mà cần chốt cái loại A32 này thì không cần phải chụp ảnh đâu. Vì cái loại này thì có mấy cây thì gần như là nó hàng nó quá đẹp rồi các bác nhá. Nó quá đẹp rồi. Thì cây A32 này thì bác nào chốt nhắn tin Zalo cho bên em, sau đó là chốt vào việc thôi. Đấy, nguyên siêu viền nylon dí bóng này luôn này các bạn này. Gần như là loại đẹp nét rồi. Cái loại này thì gần như hết nước chấm rồi các bác nhá. Có màu đen, đấy, màu tím và màu trắng, ba màu, còn mấy cây thôi. Các bác nào chốt thì múc lốt. Và đây cũng là con máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay mà em quay giới thiệu cho các bác. Anh em nào cần thì nhắn tin Zalo để chốt hàng. 0911003229. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.